nay cây si nhà mình bung hết lá rồi các bạn. Đó. Bữa trước nó nảy trầm trời nể lộc nên nó bung hết rồi đó. Buổi sáng trước hiên nhà. Và bây giờ thì mình chuẩn bị ra nhà má chồng mình. Bữa nay là mình tiếp tục nấu cơm cho má chồng. Mời mọi người xem video của Thanh Hương Lạc Lâm. Có chuối hả bà Kỳ? Đâu có chuối đâu. Bố về chưa? Chưa. Nó chung có ăn kia nên không thấy ra đây sao này. Chẳng nó mày cũng đi rồi. Con ở nhà. Rồi. Để vào đây. Ai cho thế này? Quà gì thơm cho thế này? À, quà gì cho hả? Cho chúng nó lấy hết rồi còn có chúng mày thôi. À, cảm ơn gì chú gì rất là nhiều. Chú gì cho giàu này. Ai đây? Cảm ơn dì thơm này, cho dầu rất là thích này. Dầu cù là thích quá. À đây dì à, dì gửi ti lê lôn về này. Còn ba đứa nữa. Dạ. Đấy hết rồi này. À, rất là rành rọt, biết rõ ràng luôn. À. Ở đây còn thằng thụ chưa đấy. Thổ chưa lấy, mày lấy. Ở đây gần chị Tiến. Tiến chưa, sĩ chưa. Đấy Nguyên Si đấy. Nguyên Si đây. Con cảm ơn gì. Mày có uống cái này bao giờ không? Dạ có. Hay lắm. Dạ. Em là nặng ăn đây dầu. Ê, của chị thơm mấy này của các em đấy. Dạ, dạ. Không biết nó gửi ai về cho đi. Có người ở bên đây. Ê, còn ba, bốn nữa nữa. À, thế thôi, quà Tết. Thế là quý rồi, nhất rồi. Dì vẫn còn nhớ đến Việt Nam đấy là ok rồi. Quý hóa quá luôn rồi. Còn muốn gì nữa? Ngày đây, ngày đưa cho cái bịch để đựng vô đây. Ngày đưa cho cái bịch để đựng vô đây.
bóc hết rồi. Thế giờ ăn cháo hay ăn xôi? Ở đây đêm nay nước nó đổ ra thì ướt chưa chuột. Đấy, nó có từng đêm một. Năm bảy vái ướt đắng đìa các thứ. Nót chăn, nót cối. Tí cái này đi, tí cái này đi. Là đi nhiều. Dài chứ lên mỉ ấy, thế thì bây giờ dạt bằng thích rồi, đập lái rồi. Tối hôm qua có ăn cái gì chó gì đâu. Đi là nó đi. Thế con đi về nhá, con đi mua cháo nhá. Bạn ơi, đây là món canh cải gừng. Đó, mình đang cho gừng vô. Cũng rất là tuyệt vời. Hôm nay cho má chồng ăn canh cải gừng. Và đây mình đã sắp cơm rồi đây. Bữa nay mình kho cá ngừ kho thơm. Đây, nồi cá ngừ kho thơm của nhà mình. Sau đó thì mình sắp canh và sắp cơm chuẩn bị mang ra cho cụ. Đây, chuẩn bị rồi. Mang cơm ra cho má chồng mình đây. Một hộp cơm, một hộp canh và một hộp cá nè các bạn. Rồi, chuẩn bị mang cơm cho má chồng. Đem xuống nhà đây cho bà đi ra nhà cụ. Chờ bà để bà đọc. Trời vẫn còn đang lạnh mà cởi hết đồ ra rồi. Bên đây này, chào cụ như này. Khép cửa vô sao ra. Nó ra đi học về rồi. Khép cửa gì ấy con?
sao ra mời cụ ăn cơm nên là đi về con. Cô ơi, cụ ăn cơm đi cụ. Cụ đi ra cụ ăn đây. Thanh Hương xin khép lại video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye! Quán cơm cũ. Dẫn cháy rồi bà mấy. Sao con mới bắt cháy? Dầu cháy lắm. Bà cha bắt em.